Hà Giang 5 năm liên tiếp đội sổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nổ lò hơi ở Thái Nguyên, 3 người bị thương nặng. Ca nghi Bạch Hầu ở Lào Cai có kết quả âm tính là một số tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc ngày 17 tháng 7. Ngày 17 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2024. Theo đó, vị trí đứng đầu thuộc về Vĩnh Phúc với số điểm trung bình đạt 7,45, tiếp sau là Ninh Bình và Nam Định với điểm số lần lượt là 7,35 và 7,3. Năm ngoái, Vĩnh Phúc vẫn giữ vị trí quán quân, Bình Dương thứ 2 và Nam Định thứ 3. Năm nay, Bình Dương xếp thứ 4 với 7,24 điểm. Hà Giang vẫn đội sổ với 5,68 điểm, tiếp đến là Cao Bằng với 6,03 và Đắk Lắk với 6,12. Đáng chú ý, đây là 5 năm liên tiếp Hà Giang đứng cuối cùng trong bảng xếp hạng điểm thi. Năm 2022, điểm thi trung bình của thí sinh Hà Giang cũng đạt 5,41. Năm 2021 đạt 5,647 và năm 2020 đạt 5,350. Ngày 17 tháng 7, thông tin với phóng viên, ông Bùi Huy Phúc, Chủ tịch UBND phường Tân Hưng, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ lò hơi khiến 3 người bị thương nặng. Thời điểm xảy ra vụ việc là khoảng 9 giờ sáng, tại một nhà người dân làm nghề nấu đậu, trong số các nạn nhân có 2 người là mẹ con, vị lãnh đạo phường thông tin. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường và xác minh điều tra nguyên nhân vụ nổ. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương trả kết quả xét nghiệm khẳng định đối với trường hợp có biểu hiện giống như bệnh Bạch Hầu đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp real-time PCR cho thấy bệnh nhân âm tính với vi khuẩn Bạch Hầu. Trước đó, Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân có các biểu hiện như sốt cao 39 độ C, ho nhiều, nghi mắc bệnh Bạch Hầu. Hiện bệnh nhân đang được điều trị nhiễm nấm tại bệnh viện.